có người đưa cho cậu cái gì đó để cháu đỡ buồn ngủ. Rồi do quá rét nên cậu lại bật cái bật lửa thứ ba. Và cậu được đến ngay với shop của Trùng Cuối và Trùng Figure. Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trùng Cuối đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Cùng với đó là Trùng Figure đã bắt đầu chạy rồi. Như các bạn đây ở đây với một cái giá rất là rẻ là 300. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Đến với một bộ phim xưa ơi là xưa nhưng vẫn hay ơi là hay, tại nước Pháp xa ơi là xa, và nghe kể về một câu chuyện lạ ơi là lạ, cùng gặp Remy, một con chuột với cái mũi và lưỡi của con người, và là thầy của duy nến trong khoản cảm thụ ẩm thực, trên hành trình vượt qua định kiến của cả loài chuột lẫn con người để thay đổi đam mê với nghề bếp núc, với sự đồng hành của Linguini, một tạp vụ nhà bếp sẵn sàng để một con chuột ngồi lên đầu theo cả nghĩa đèn và nghĩa bóng. Và sau đây là recap giảm Ratatouille, khi chuột vào bếp, chú chuột đầu bếp hay bất cứ cái tên đéo gì đấy mà người ta dán lên cái bảng đĩa lậu mà người ta bán cho bạn. Phim bắt đầu tại một căn nhà ở ngoại ô Paris, nơi Remy đang an cư lạc nghiệp cùng clan chuột nhà. Đây là Remy, con chuột với siêu khứu giác và siêu vị giác, và đây là thằng anh trai mập đít tên Emil, hạng phàm ăn tục tử, sư đệ trừ bắt giới. Còn đây là ông bố của hai thằng, aka độ Missy của tộc chuột. Clan chuột nhà đang bới rác tìm ăn. Cậu để biết yêu con. Thì nhờ khứu giác nhạy bén, Remy phát hiện chất độc trong miếng ăn của ông bố, và cậu tìm ra đống thuốc diệt chuột của con người. Điều này làm ông bố cậu tự hào vãi đá vì con trai ông không vô dụng, và ông cho Remy làm QC của bầy chuột. An toàn, khá bạn không chơi đồ. Nghĩa là an toàn đấy. Remy chán nản thì phải dí mũi vào đống đồ ăn. Vị giác của cậu không thể bị chôn vùi trong đống rác này, và cậu muốn làm cái thứ gì đó to lớn hơn. Này ông bố, ông có nghĩ rằng với cái khứu giác của thần này thì việc ngửi rác mỗi ngày là hơi quá sức chịu đựng của tôi không? Chuột dĩ thực phi thiên con trời ạ. Muốn ăn thì đừng có lăn vào bếp, con người nguy hiểm lắm. Mặc kệ lời cảnh báo của cha, Remy vẫn thường lẻn vào bếp để kiếm thức ăn ngon. Và cậu tình cờ thấy được đầu bếp Gusto trên TV. Ông bếp trưởng khiến Remy hứng thú với việc nấu nướng của loài người. Nào, một miếng thịt chó, rồi một ít lá mơ. Bùm, một hương vị mới, cây tơ bảy món. Lá mơ ngon thế nhỉ, con muốn tạo nghiệp luôn á. Nhưng mà là nghiệp bếp núc. Trong một lần lẻn vào bếp để kiếm gia vị nấu ăn, Remy phát hiện idol Gusto đã chết. Và cậu sắp nối bước ông nếu không nhanh bốn cái chân lên. Bà chủ nhà đã tỉnh giấc và phát hiện ra còn chuột. Lôi ra khẩu shotgun, bà già. Mẹ thằng nào thêm câu này vào kịch bản đây, trời ơi. Bà già bắn máy bay, không may đứt dây quá. Không mày rớt còn mẹ trần nhà. Lũ chuột nó ùa ra xem. Ôi rồi ôi, phe địch và phe ta đều khiếp vía. Cả đàn chuột bèn tháo chạy ra những con thuyền tự chế. Remy quay lại lấy cuốn sách của Gusto. Đéo ai đợi Remy cả, vì bà già kia vẫn đang cầm súng dí theo. Dùng súng săn với chuột và dùng cờ trắng với người nước khác. Phú đi cho một cái vỏ hạt rẻ. Không theo kịp cả bầy, Remy rơi xuống cống nước sâu và bị lạc. Cậu ngồi đợi mãi nhưng mà không ai tới đón, nên là đành đọc sách dạy nấu ăn cho đỡ đói. Giờ thì một con chuột biết đọc cả chữ cả đấy, và nó đọc nhiều hơn tôi trong vòng một năm. Bị thôi thúc bởi chiếc bụng đói và đầu bếp Gusto trong tưởng tượng, Remy chui ngược lên theo đường ống nước tới bên mẩu bánh mì thơm ngon trong một căn bếp. Excuse me, what the fuck? Gì? Tốt đói. Nhưng đầu bếp không ăn cắp, họ nấu ăn, Remy ạ. Ok bro, hãy đi ăn cắp cái gì đó để nấu ăn nào. Chứ ông đòi hỏi một con chuột vào nhà máy làm thuê cho tư bản rồi kiếm tiền mua nguyên liệu tự nấu ăn à? Remy. Mẹ mày, phát ăn con. Remy bỏ một bánh mì xuống và rời đi. Trèo lên nóc nhà, cậu nhìn thấy mình đã ở giữa Paris hoa lệ. Và nhà hàng của Gusto thì ngay gần đó. Voila, giờ thì đi nấu ăn đi nào hổ. Trong nhà bếp nơi mọi người đang bán những mẩu thịt bè thì với cái giá vài chục franc, bếp trưởng Skinner đang xem xét anh chàng Linguini mới tới. Mẹ anh là người tình cũ của Gusto. Tất nhiên Gusto là bố của anh, nhưng mà chẳng ai đoán ra cả. Vì táo quân mang não họ về trời rồi hay sao đó. Nhờ bức thư của người mẹ quá cố, Linguini được nhận vào làm tạp vụ. Trên nóc nhà, Remy thấy dàn bếp thì thèm gió dãi, và va vào mắt cậu là cảnh Linguini vừa lóng ngóng làm đổ nồi súp rồi lúi húi cố khắc phục hậu quả. Hắn ta không thể nấu ăn ông bếp ạ. Remy à, có hai điều cậu nên nhớ: Wakanda forever, và ai cũng có thể nấu ăn. Cơ mà Linguini không thừa hưởng tài năng của bố anh, nên nồi súp chả khác gì nồi cháo gà nguyên lung. Và điều này làm Remy bị trigger vờ lờ. Rồi một con chuột đóng vai bệnh nhân OCD đang trải qua identity crisis ạ. Đang bối rối thì Remy trượt chân rơi xuống bồn rửa bát bên dưới. Nhìn thấy cửa sổ đang mở, Remy nhanh chân đánh bài chuồn, vì cậu biết người Pháp không thích thịt chuột đình bảng. Nhưng khi chạy ngang qua nồi súp tẩm lợm kia, một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu cậu. Gusto hiện ra và thúc cậu đến với chân ái cuộc đời. Nào tới đi, đời cho ta mấy lần 10 năm. Thế là con chuột vặn nhỏ lửa, đi rửa tay, đổ tí kem đảng và bắt đầu múa máy. Thêm tỏi để diệt vampire, thêm tí phô mai vì ai cũng thích, thêm cả chút virus dịch hạch và tình yêu với nghề bếp. Mẹ anh tạp vụ và cái nồi súp của Remy. Linguini vội bắt con chuột và giấu đi. Vừa lúc đó bếp trưởng Skinner gầm gừ xông lại. Mày có biết tại sao con gà lại băng qua đường không? Vì nó không được nấu ăn trong bếp của tao. Tránh xa cái nồi súp ra. Nhưng mà phục vụ đã đem nồi súp ra mất rồi. Và thực khách thì rất thích nó. Skinner tưởng Linguini may mắn nấu được nồi súp đó thôi, nên là bắt cậu nấu lại lần nữa.
thất bại sẽ bị đá đít. Remy thì chẳng quan tâm, cậu đang xử lý thì bị mọi người nhìn thấy, trong khi cả bếp hoảng loạn. Linguini nhanh tay nhốt con chuột vào lọ và nghe lời lão bếp trưởng mang con chuột đi thủ tiêu. Giờ làm cũng hết nên anh lấy xe đạp và chạy vội, dừng xe lại bên đường. Linguini tâm sự với con chuột như một con mèo. Người đi đường kiểu Baru, ông bị mất năng lực hành vi nhân sự à? Nửa đêm đứng dưới đường và thủ thỉ với một con chuột. Sau một hồi làm công tác tư tưởng, Linguini thuyết phục Remy giúp anh nấu lại món súp. Con chuột cũng nghiện nấu ăn nên là triển ơi. Anh đưa Remy về căn hộ chật hẹp của mình. Sáng hôm sau, Linguini nhét con chuột vào người, bước vào nhà hàng của bố mình. Và giờ anh phải nấu lại món súp của Remy. Nhưng mà để một con tí chưa vào người không phải là ý hay, nên anh phải hội ý với Remy trong kho thực phẩm. Một người một chuột đang họp bàn chiến thuật thì bị Skinner bắt gặp. Hên là Remy kịp trốn vào trong cái mũ của Linguini. Cả hai chuồn ra ngoài trong sự nghi ngờ của Skinner, và Remy khám phá ra một cơ chế kỳ quặc vờ lờ điều khiển Linguini bằng cách giật tóc cậu. Tối đó tại căn hộ FLC của Linguini, Remy và anh tạp vụ bắt đầu tập múa rối. Cậu túm tóc Linguini và giúp anh ta nấu lại món súp. Sau vài lần thao tác, cả hai quen với vai trò mới, giúp Linguini vượt qua bài kiểm tra đầu tiên của lão bếp trưởng. Bà ngoại tôi nấu ăn còn ngon hơn thế, và bà đã chết. Skinner đẩy Linguini cho câu lét vì lão bận vào phòng đọc lá thư mẹ cậu để lại, và xem chừng mọi chuyện đéo ổn rồi. Trong thư nói Linguini là con của Gusto và cậu ta sẽ thừa kế nhà hàng. Ở bên ngoài thì Colette đang dạy Linguini về nghề bếp. Đừng cho quá nhiều dầu vào chảo, chúng ta muốn thu hút khách hàng, không phải là quân đội Mỹ. Và tập sử dụng lò nướng đi, idiot sandwich à. Nhờ Colette, Remy dần học được những kỹ năng của một đầu bếp chuyên nghiệp. Rồi một hôm, các thực khách cần một món ăn mới, làm căn bếp phát hoảng vì tất cả chỉ làm theo công thức cũ của Gusto. Skinner bèn đẩy con tốt thí Linguini ra trận với món ăn thảm họa của Gusto, bỏ Wellington bọc áo emu. Bằng khiêu giác vượt trội, Remy dễ dàng chọn ra các nguyên liệu cần thiết và cậu ngẫu hứng sửa lại công thức cũ. Điều này làm Colette cáu vờ lờ, nhưng mà các thượng đế lại cảm thấy ngon miệng, nên là các thực khách liên tục order và Linguini có một buổi tối vất vả. Còn Remy thì nấu ăn trong sung sướng như thể mẹ vừa cho quà. Cả bếp ăn mừng sau ngày làm việc thắng lớn. Linguini thả Remy ra ngoài để cậu hét phân với đống đồ ăn. Emmy bay ra từ đống rác ôm lấy thằng em trai thất lạc. Thấy anh trai đang nhai rác, Remy lẻn vào kho thực phẩm thói ra một ít đồ ăn và đem cho anh trai. Nào thử một miếng bún chả Obama, rồi thêm một miếng bánh đa cua Hải Phòng, kết hợp chúng lại, bùm, ta có bún đậu mắm tôm. Cơ mà vị giác của Emil chỉ xem IQ các TikToker lắc đít, nên anh chả thấm được miếng nào. Gác lại chuyện ăn uống, Emil dẫn cậu về đoàn tụ với đại gia đình chuột. Cha cậu vui mừng vì con trai đã về, nhưng Remy đang sống trong giấc mơ, cậu muốn quay lưng với gia đình. Con trai ạ, những người duy nhất quay lưng với gia đình là nữ chính trong phim Nhật. Thấy thằng con đang đi lệch khỏi chính đạo, ông bố dẫn Remy đi xem vườn treo Babylon của loài chuột, một cửa hàng treo đầy xác những con chuột với một đống bẫy chuột và thuốc diệt chuột để nó biết đường mà tránh xa con người ra. Nhưng mà đam mê khó bỏ, Remy bỏ lại người cha để trở lại với nghiệp bếp núc. Đúng rồi, có thằng con nào chịu nghe lời khuyên từ bố nó đâu. Ở nhà hàng, Skinner gọi Linguini vào văn phòng, rủ cậu làm vài ly và cố kêu cậu nói về con chuột để lão đuổi việc cậu. Nhưng Linguini tuy say mà tỉnh, cậu thoát khỏi những câu hỏi lắt léo của Skinner. Mãi không mò được gì, Skinner bỏ về, bắt Linguini dọn dẹp căn bếp. Remy trở về vào buổi sáng và thấy Linguini đang ngủ gục, mà Colette thì đến rồi, nên Remy dựng anh tạp vụ dậy, dọn dẹp các thứ. Colette lại gần một chuyện với chàng bếp. Món ăn mới của anh khá là sáng tạo ấy. Bữa sáng của em là thịt, bữa sáng của anh là trứng. Anh muốn thêm nguồn cảm hứng, vậy thì chúng ta. Cơ mà đáp lại Colette là tiếng ngáy rõ to của Linguini, làm cô dỗi vơ lơ nên tát anh một cái rồi bỏ đi. Linguini tỉnh con lú thì vội vàng đuổi theo, thấy tán em cũng được vì tướng em cũng đạt. Remy dí Linguini vào mồm Colette và thế giới vừa bớt đi hai người cô đơn. Đôi bạn trẻ đang hú hí sau giờ làm bằng việc đua mô tô trên đường làng, đánh rơi cả chú chuột Remy trong cái mũ đầu bếp. Chuột thì không thích ăn cơm chó, nên Remy trở lại nhà hàng, phát hiện ra anh trai Emil và đồng bọn đang đợi cậu để xin ăn. Nhưng cái kho thực phẩm thì bị khóa mất rồi, nên Remy lẻn vào phòng của Skinner để tìm chìa khóa. Tình cờ, cạnh chiếc chìa khóa là bức thư của mẹ Linguini. Remy đang bối rối vì gốc gác tông môn của Linguini thì Skinner trở lại. Remy nhanh chân tha bản di chúc cùng bức thư và sủi đi. Bếp trưởng nhận ra con chuột của Linguini thì lấy xe máy dí theo, nhưng do ít ăn bánh mì dân tổ nên lão phóng xe xuống mương. Bèn cho mắt nhìn con chuột rời đi. Khi Skinner trở lại văn phòng của mình, lão sôi máu vì thấy Linguini ngồi trong đó. Nhưng mà Colette nhắc lão nhớ rằng Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam. Linguini được thừa kế nhà hàng. Thế là Skinner nhận một phiếu trợ cấp thất nghiệp, vì ai cũng biết ai là con ai và văn phòng này của ai. Linguini thành chủ tịch, thừa kế nhà hàng và lên chức bếp trưởng. Nhưng mà gia đình của Remy ngày càng nhiều và cậu lại phải trộm đồ ăn trong kho. Linguini thì chẳng hề hay biết vì anh đang tràn đầy oxytocin với nàng Colette, trong khi công việc của anh thì phát lên như đa cấp mùa dịch, và điều này làm Skinner đéo vui. Nên lo báo cho cục vệ sinh về con chuột trong bếp nhà hàng, nhưng nằm mơ ít thôi đưa bằng chứng ra đây. Nên Skinner lại rình rập quanh nhà hàng để tóm con chuột của Linguini. Một người nữa cũng không vui, đó là nhà phê bình ẩm thực Anton Ego, aka thực dân Pháp, siêu sành ăn. Ego đã nhiệt tình phê bình Gusto khiến con tim đầy mỡ tan vỡ, và Ego quyết không tin các nhà hàng này lại phát lên được. Trong buổi họp báo của Linguini, Ego xuất hiện với lời thách thức sẽ đến ăn tại nhà hàng.
Linguini đang ba hoa với Paparazzi, nghe Eagle dọa thì xón cả ra quần, vì cậu và Remy cũng đang mâu thuẫn nội bộ, bởi Linguini nhận hết công lao về mình, và ai thì cũng có lòng tự ái, kể cả chuột. Chán cảnh lưỡng đầu thọ địch, Linguini đá Remy ra ngoài rồi trở lại công việc, và Skinner rình mò bên mái nhà thì đã nghe được mọi thứ. Phía bên dưới, Remy cay cú vì bị cho ra rìa, nên là cậu ới cả họ ra khoáng hết đồ trong kho thực phẩm. Hết giờ làm thì họ nhà chuột bắt đầu tác nghiệp, đang thó đồ êm xuôi thì Linguini trở lại để xin lỗi Remy. Nhà chuột đành chia nhau trốn vào đống đồ ăn, nhưng mà thằng anh Emil ngứa răng làm lộ cả bầy chuột, niềm tin đã mất nên Sơn Tùng đổi avatar đen xì. Còn Linguini thì tức vơ lơ tức vì bị phản bội và đuổi con chuột đi. Ngày trọng đại đã đến, Remy đứng bên ngoài nhà hàng của anh trai Emil, vì cậu lo lắng cho Linguini thì bất ngờ chặn tí Skinner tóm được Remy, lão nhét cậu vào cốp xe rồi vào nhà hàng và đợi coi Linguini sẽ diễn trò gì. Và Eagle ở đây để làm điều tương tự, nhưng phía bên ngoài clan chuột cống đã phá xe và giải cứu Remy. Mặc kệ lời can ngăn của ông Bo, Remy trở lại căn bếp nơi mọi người đang tất bật, vì khách hàng chỉ gọi món của bếp trưởng Linguini và tài năng của cậu thì chật đi vắng. Cả bếp lao tới định xiên con chuột vừa xuất hiện ở cửa, Linguini kịp chặn họ lại. Cậu thú nhận hết với tất cả mọi người, nhưng không ai chấp nhận việc một con chuột cống nấu ăn giỏi hơn mình, và càng không chấp nhận việc Linguini lừa dối mình. Và mọi người rời đi, kể cả Colette. Trong khi Linguini buông xuôi, ông bố Remy xuất hiện để xin lỗi thằng con vì những thành kiến và áp đặt của ông đối với Remy. Nhận ra việc nấu ăn có ý nghĩa thế nào với con trai, ông bố gọi cả nhà chuột ra để giúp Remy nấu ăn. Vừa lúc thanh tra của cục vệ sinh tiến vào bếp, thế là ông thanh tra nhận một vé ngủ trong tủ kho đồ. Remy cho lũ chuột vệ sinh rồi sắn tay vào bếp. Tôi thì không biết vệ sinh kiểu boy gì để mà lũ chuột sạch sẽ, nhưng mà thôi, nếu cú biết cú hôi thì cú đã chẳng hôi. Từ phòng bếp trưởng ngó ra, Linguini thấy Remy đang điều khiển bầy chuột nấu ăn, trông cứ như là anh quyết còi đang điều khiển thị trường lên xuống vậy. Linguini bèn xung phong bồi bàn phục vụ những thực khách đang chờ đợi, vừa rủa đu mami vừa vi vu ra đi trên con Ducati. Nhưng khi Colette thấy quyển sách của Gusto bên đường, cô giác ngộ chân lý của bếp trưởng Gusto rằng Wakanda forever và ai cũng có thể nấu ăn, nên Colette trở lại nhà hàng để giúp Linguini. Ôi giời ơi, một bầy chuột trong bếp, cô giúp Remy nấu món ratatouille cho Eagle và Skinner, và nó làm hài lòng cả hai vị khách. Ngay khi cắn miếng đầu tiên, Eagle trở về tuổi còn mẹ thờ luôn, một thằng nhóc mếu máo vì tay xe đang đợi mẹ nó dỗ dành. Người mẹ yêu con mang ra một đĩa rau củ cho thằng bé, và giờ thằng bé đang ăn lại đĩa rau củ bình dân ấy trong một nhà hàng sang trọng, ngắn gọn và xúc tích, chuẩn cơm mẹ nấu. Skinner thì cáu tiết vơ lơ, bèn xông vào bếp để xem cái quái gì đang diễn ra, và nhận ngay một vé ngủ cùng ông thanh tra trong kho bếp. Phía bên ngoài, Eagle đang đòi gặp mặt đầu bếp, nhưng mà tình cảnh ngặt nghèo nên ông phải đợi mọi khách ra về, rồi cả tối ăn một đĩa rau củ, bảo sao gầy vào. Khi Linguini xuất hiện cùng chú chuột giải thích mọi thứ cho Eagle, nụ cười trên mặt ông biến mất, ông rời đi với nỗi niềm trằn trọc. Sáng hôm sau, bà phê bình của ông xuất hiện trên báo với vô vàn mỹ từ cho nhà hàng Gusto, nhưng mà nhà hàng vẫn đóng cửa vì ông thanh tra không cho một bầy chuột ở trong bếp nhà hàng. Eagle mất việc vì bài phê bình, nhưng không sao, ông mở một nhà hàng bé bé với Remy là bếp trưởng, bếp phó Colette và anh bồi Linguini. Nhà hàng Ratatouille đắt khách tới nỗi sẽ bị đóng cửa lần nữa nếu ông thanh tra hỏi thăm. Và đó là kết thúc của Ratatouille. Khi chuột vào bếp, chú chuột đầu bếp hay là cái con dẻo thực đéo quá từ đâu. Bộ phim để lại thông điệp ý nghĩa về việc vượt qua định kiến xã hội để theo đuổi đam mê. Tôi đánh giá phim này một miếng phô mai trên hai đĩa nộm. Đừng quên để lại một đăng ký cho The Reviewer, người chơi đồ vui vẻ với người chơi điện tử. Đây đéo phải là quằn quại.